Sáng nay, trước khi diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dân hương và mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tự hào với truyền thống anh hùng của quê hương và thế hệ cha anh đi trước đảng bộ chính quyền và nhân dân đà nẵng nguyện tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức cùng đồng lòng ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp an bình văn minh và hiện đại